Trước mắt các bạn anh em, Hành Nguyên đang trình diễn và giới thiệu về cặp loa đến từ Mỹ, thương hiệu JBL, nằm trong chuỗi series 700. Đây là dòng loa có số to nhất và cuối cùng thuộc series 700, có mã là SX738, sở hữu 3 đường tiếng bass 50, trung 20 và tép kèn. Với hỏi bác nghe nhạc cực lét, trong, mạnh và mềm mại, hát thì đỉnh luôn, bao phòng bác 80 vuông trở lên luôn nhá. Đủ về lực của anh bát, đủ về giải lòi và đủ về giải tép luôn. Cực hay, loa tình trạng xuất sắc, như loa mới luôn nhá. Xin tuyệt đối bác từ Hàn Dét luôn. Hát và nghe nhạc, bác ghép vào chút này vào hay thôi luôn mà. Đấy. Hôm ấy anh đi, mình với mình hay quá, vừa quen. Đồ Mỹ sạch rồi. Lúc chưa thành tên, đôi ta đều biết rằng đấy. Đây là anh mới nhất này. Đây là em này. 712 này. 745 này. Đấy. Và 738. 725. Lúc kép cái này này. Đấy. Series 700 đấy. Rất nhiều, em full với nhá. Full mã luôn. Đợt này về nhiều quá. Nhiều full quá. 725 này. Hay quá. Cái này phân tần nó thì to khủng khiếp luôn. Nó xử lý cực kỳ sạch sẽ nhá. Biên cương không mây, xanh màu lá rừng. Hay quá. Nơi đơn sơ như lòng đường phố vắng. Ngày mai đến bâng khuâng, giờ vui nên chính nhân. Đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quên. Bây giờ phần 2 nhá, em tháo thắt để quay kỹ. Yêu cầu chốt đấy. Đây có giá là trên 6 triệu nhá, dưới 70 triệu. Có nhu cầu liên hệ với em nhá. 0936 583 110. Trước mắt các bác và anh em, Hành Nguyên đã giới thiệu về cặp loa siêu cao cấp đến từ Mỹ, nằm trong series 700 và có mã là SX738. Một dòng loa có số cuối cùng và to nhất nằm trong chuỗi 700. Thì ngày nay em về đôi loa đẹp xuất sắc đó nhá. Với dòng loa này thì chắc chắn nó sẽ thể hiện tốt được các cái chất liệu âm thanh tại Việt Nam. Dòng nhạc gì chưa được nhá. Từ nghe to, nghe bé, nghe trung, nó đều thể hiện xuất sắc ở các giải như bát trung tép, bát đánh căng, đánh đực và đi xa. Giải trung thì rõ ràng, ngọt ngào. Giải tép thì là leng keng và sắc nét. Thì với dòng loa này em đã làm karaoke ấy, và bộ hát ấy, cực kỳ dễ làm đó nhá. Setup cực dễ. Tất cả các hệ thống equalizer của mic ấy gần như phải lưng lên chứ không phải dìm đi. Đấy, so với một số dòng loa khác thì em làm em thấy cái dòng này nó xử lý cực kỳ tốt về các giải tần luôn. Ngoài đáp tuyến đều ra thì cái âm sắc nó bạn nó thể hiện cực kỳ tốt ở các giải như bass trung tép. Thì bây giờ em sẽ quay tổng quan và chi tiết về nội thất cũng như ngoại thất để bác lắm được cũng như báo giá. Bác có nhu cầu mua lẻ hoặc là phối ghép những bộ hát thì alo cho Hành Nguyễn nhé. Chắc chắn sẽ làm ưng ý các bác và anh em đam mê âm thanh và yêu hát. Tất cả những bác mà đã mua bộ hát nhà em mà ghép dòng loa Mỹ do trực tiếp ghép thì có lẽ các bác không bao giờ nghĩ việc thay loa. Đây em khẳng định với nhé. Bởi vì cực kỳ chuẩn xác. Rồi bác, đây là cặp loa có thể nói là đáng để chơi, đáng để trưng bày và đáng để sưu tầm. Nó thùng gỗ ép cao cấp, sơn sần nhựa và chống trầy ráp, thiết kế hình thang cân và chém cạnh hai bên. Nó tạo loa một điểm nhấn hết sức sang trọng. Đấy. Dòng này nó rộng là 53, sâu là 51, cao 1m02. Em xem này. Sản xuất và lắp ráp tại Mexico. Đấy, Mỹ Mexico là một đó nhá. Đây, chuỗi series nó là SX700 và mã là SX738. Lắp ráp sản xuất Mexico. Và bác nhìn cái phần tần bác thấy sợ chưa? Em cũng làm loa nhiều năm ấy thì em chưa bao giờ em thấy cái phần tần ấy nào mà kinh điển như dòng 738 này. Nó chi chít đúng không? Cuộn cảm, tụ điện, rồi là điện trở, nó quá nhiều. Thế tại sao em nói cái dòng loa này làm karaoke cực dễ nhá? Ví dụ như cái dòng loa khác ấy, khi em làm ấy phải cắt rất nhiều, phải xử lý rất nhiều các điểm thì nó mới không bị rú, vang, ù hoặc là ăn. Nhưng với dòng loa này ấy, gần như bạn không xử lý gì cả. Cái lắp gần như mặc định ăn ngay. Rất là nhìn dễ vậy. Thì em nghĩ rằng đúng thật. Tiền nào của đấy và công nghệ đó. Bởi vì nó xử lý như này không này. Tại sao làm nhiều này? Đương nhiên không phải đi ra làm đúng không ạ? Bởi vì nó tính chế độ chính xác tỉ mỉ và chi tiết.
Đấy, bông dưỡng ẩm nó kín thùng rồi nhá. Anh em về đôi loa thì nó đẹp, nói chung là anh em thì chỉ có đẹp thôi. Quay kỹ càng cho anh em chơi audio. Đã mua là chơi là ok đấy. Đây, quay cả hai nhé để các bác an tâm. Trong quá trình mà có nhu cầu mà liên hệ với em thì chốt thôi chứ không cần phải lăn tăn nữa. Mua về không phải lăn tăn nữa nhá. Có đôi này quay cho bác xem kỹ đây. Đấy, 7 vào 8. Có là quay vậy nhá. Rồi, về cặp chung nó thì quá đẹp rồi. Cặp chung cặp tép thế này nó gọi là ống dẫn âm nhá. Đấy, nó không gọi phễu. Người ta gọi là ống dẫn âm, góc độ mà ông là âm ấy là 40 x 60. Cái độ, cái trường âm hay là độ bao phủ rất là rộng trong không gian luôn. Cái chung này là 20 thôi nhá. Mã chung này nó là 2169H. Đấy. Sản xuất lắp ráp Meco. Đấy. 2169H. Và cặp tép thì nó chạy cái tép là 2431. Cái tép này ấy, thì nó sẽ chạy những đời sau này trong series 700 nhá. Thì 712, 715, 738 chứ còn 725 ấy thì nó chạy mã tép là 2453. Đấy. Các bác nhá. Đây. Mở luôn bác xem luôn. Cho đỡ phải lăn tăn đúng không? Nhiều anh em bảo ôi không có mở đây em mở bác xem luôn. Zin các nhá. Đẹp. Và chuẩn xác. Từ bóng liếng một quả này. Đấy. Chia sang bên này, bên này. Đấy. Quả hai này. Xuất sắc các nhá. Ok chưa? Tất cả tình trạng zin đẹp. Cổ chung, cổ tép. Bát đây, em quay bạc trước nhá. Đây. Màn này thì nó sẫm. Nó có màu sẫm xám, sẫm vừa, màu đen. Đấy. Tình trạng xuất sắc. Quay cho bác kỹ luôn để bác có thể quan sát. Khi bác chốt này em cứ gửi hàng thôi thì em không bao giờ mở lại nữa. Bởi vì là đã mở một lần mà nhiều nó nhờn ốc hay là mất thời gian lắm. Sản xuất lắp ráp tại Meco nhá. Để bác nhìn cứ tạm thời hai cổ. Mà nó sần như này. Đấy. Và zin luôn. Đấy, bác nhìn kèo Mỹ bây giờ nó kèo kiểu này. Rất là xấu vụng luôn. Nhện nó sợi to và còn vàng ươm. Đó. Rất đẹp đó nhá. Tiếng bát này thì thôi luôn, lời có cay. Dùng trong trẻo sắc nét. Tầm cỡ Mỹ nó ác mà, trông kinh nhỉ. Ôi trời ơi, sùng dã man nhỉ. Đây em bao nhu cầu alo cho em nhá. Thì giá cái này là trên 60 triệu đó nhá và dưới 70 triệu. Đấy, dưới 70 triệu và trên 60 triệu thì giá nó cũng tầm đấy, thì bác có nhu cầu liên hệ với em báo giá nhá. Đấy. Anh Nguyễn cảm ơn bác theo dõi video này nhá.